Vâng, chào tất cả các quý vị tham dự buổi chiều ngày hôm nay. Cũng như dẫn chương trình ban đầu, bác sĩ Tĩnh của chúng tôi đã giới thiệu, thì bệnh ung thư đại trực tràng là một trong 5 bệnh ung thư thường gặp nhất ở Việt Nam, và nó cũng là một trong những bệnh thường gặp nhất trong tất cả các nước trên thế giới. Điều này cho thấy là gánh nặng của bệnh ung thư nói chung, thì trong đó có gánh nặng của bệnh ung thư đại trực tràng. Và câu hỏi ở đây là tại sao là như vậy? Bệnh ung thư đại trực tràng thì chúng ta đều biết đó là một cái bệnh mà nó liên quan đến cả lối sống, đặc biệt đây là một bệnh điển hình liên quan đến các cái gen về di truyền và từ các cái thế hệ trước cho thế hệ sau. Và đó là một cái bệnh mà chúng ta có mấy cái yếu tố mà được đưa lên hàng đầu, được ưu tiên là một trong những bệnh ung thư có thể chữa khỏi được. Thứ nhất là một là bệnh nó thường phát hiện và phát triển trên nền một cái tiền ung thư, hay gọi là một cái u lành của trong màng ruột, trong đại trực tràng, người ta gọi là cái bệnh polyp. Thì bệnh polyp có thể là những cái một polyp, hoặc là nhiều polyp, đa polyp, hoặc là bệnh polypos, tức là có hàng trăm cái polyp rải ra khắp trong ruột. Thứ hai là ở đây những cái polyp này nếu chúng ta không xử lý được thì nó sẽ phát triển tạo thành ung thư trong vòng 10 năm. Và những cái khi thành ung thư thì rõ ràng là cái câu chuyện điều trị khó khăn hơn và bệnh tiến triển nó chậm. Điều thứ ba là đây là một cái bệnh mà chúng ta có thể tiếp cận được nó, đó là chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp để sàng lọc và phát hiện sớm được. Và điều cuối cùng là chúng ta thấy đây là một bệnh điển hình để chúng ta tiến tới có thể tiếp cận bằng cách sàng lọc và hiệu quả của nó điều trị. Vậy thì câu hỏi ở đây là chúng ta đối tượng nào chúng ta sẽ sàng lọc phát hiện sớm? Thì đều biết đó là ung thư thì mắc bệnh có liên quan theo tuổi, đặc biệt là bệnh ung thư đại trực tràng hay gặp ở những người tuổi từ 50 trở lên. Vì vậy người ta đưa ra vấn đề sàng lọc các nước trên thế giới là từ 50. Và gần đây người ta thấy rằng là bệnh ung thư đại trực tràng xu hướng phát hiện ở những người trẻ tuổi hơn. Và nhiều các quốc gia đã khuyến cáo cho những sàng lọc phát hiện sớm ở trong cộng đồng là tuổi bắt đầu khởi điểm từ 45. Nhìn chung thì cái quan điểm này thì đã đưa ra đó là gì? Những đối tượng mà nếu như người trong gia đình mà không có những cái tiền sử về người bệnh ung thư, vì bệnh ung thư đại trực tràng, ví dụ cùng một thế hệ như anh chị em ruột, rồi là trước thế hệ như là bố mẹ, rồi cô dì chú bác hoặc là con, thì trên hoặc một dưới thế hệ thì đấy là những người mà nguy cơ trung bình, thì tuổi thì thông thường từ 50. Nhưng những người mà có gia đình bị ung thư, mắc bệnh ung thư này, hoặc là trước đây chúng ta bị những bệnh lý về đường tiêu hóa như là bệnh viêm ruột, người ta gọi là bệnh côn, rồi là các từng đã có cái bệnh polyp của ruột, đã từng bị soi và cắt polyp, hoặc là những người đã bị bệnh ung thư đại trực tràng đã điều trị trước đây. Đấy, thì đấy là những người mà nên được sàng lọc phát hiện sớm hơn, và trong tất cả những cái trong thành viên trong gia đình của mình phải được sàng lọc ở những cái tuổi từ 45 trở lên. Đặc biệt trong gia đình nếu mà có một người nào bị mắc ung thư thì người ta thường lấy người mà trẻ nhất trừ đi 5 tuổi. Tức là ví dụ trong gia đình mà có người 35 tuổi thì tất cả những người từ 30 tuổi trở lên thì nên được khuyến cáo sàng lọc phát hiện sớm bằng các cái biện pháp để tìm ra ung thư sớm nhất. Với các biện pháp sàng lọc ung thư hiện nay thì người ta sử dụng bằng một là tìm máu tiềm ẩn trong phân, hai là xét nghiệm tìm một cái phân tử ở trong phân, đó là trong khoa học nó gọi là DNA trong cái phân, hoặc là sử dụng một cái biện pháp mà tất cả các cơ sở đều có thể sử dụng được cho ngày nay, là một phương pháp phổ biến và tiếp cận chính xác nhất đánh giá, đó là nội soi bằng ống mềm của đại trực tràng. Chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta có thể xác định được có tổn thương hay không, và trong trường hợp nó có các cái tổn thương như các cái u lành, như ung thư, thì người ta có thể vừa kết hợp xử lý cắt cái polyp để chẩn đoán bệnh, cũng như là kết hợp với điều trị để cắt toàn bộ polyp để dự phòng ung thư. Vì nếu không thì các cái polyp này nó sẽ phát triển tạo thành ung thư trong tương lai. Rồi còn những người mà đã từng điều trị ung thư trước đây vì ung thư đại trực tràng, hoặc là những cái bệnh lý về đường có được xạ trị về vùng bụng vì bệnh ung thư khác, hoặc là bệnh xạ trị vùng chậu của những cái bệnh lý phụ khoa, thì những người này cũng có nguy cơ bị ung thư. Thì ngoài vấn đề sàng lọc và phát hiện sớm những cái tái phát của ung thư trước đây đã điều trị, thì cũng cần phải lưu ý để sàng lọc phát hiện sớm ở bệnh ung thư đại trực tràng này. Đấy là những cái đối tượng mà chúng ta hoàn toàn chúng ta cần phải lưu tâm hơn và chúng ta cần phải quan tâm hơn trong lâm sàng. Thì qua cái chương trình này thì những các cái quý vị theo dõi trong chương trình nên lưu tâm để ý của mình. Thứ nhất là xem cái gia đình nhà mình, cũng như là thay đổi các nếp sống,
ăn uống nhiều chất xơ, tăng cường vận động, hạn chế các cái thức ăn mà gây ra có nguy cơ gây ung thư đại trực tràng, như là các cái thức ăn mà nhiều thịt đỏ, rồi cái thức ăn mà cháy, rồi cái thức ăn rán, thì đấy là những cái yếu tố chúng ta phòng được. Vì vậy để tiến tới chúng ta có thể đẩy lùi được căn bệnh này thì trước hết là chúng ta, một là chúng ta theo đuổi lối sống, hai là chúng ta từ chương trình này trở đi chúng ta theo dõi và chúng ta trong cộng đồng, trong gia đình nhà mình, những người mà có gia đình đã bị ung thư thì chúng ta lên trung tâm để đi sàng lọc, phát hiện sớm những cái bệnh này.